Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, ngày 6 tháng 2 năm 2021, toàn tỉnh tiếp nhận thêm 10 trường hợp cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh. 10 trường hợp cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh trong ngày 6 tháng 2 gồm một trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, một trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy, 3 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trực, hai trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 trường hợp tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Như vậy, hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đang cách ly 54 trường hợp. Trong ngày, tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tiếp nhận thêm 8 trường hợp, nâng tổng số 45 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung. Tại khách sạn Hội An, Vũ Bản đang cách ly 10 trường hợp. Toàn tỉnh có 3.680 trường hợp cách ly tại nhà nơi cư trú, 1.390 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, 8 mẫu xét nghiệm ngày 5 tháng 2 cho kết quả âm tính, 64 mẫu đang thực hiện.